Hoàng Anh trân trọng kính chào và cảm ơn quý vị đến với kênh Culture Channel, kênh YouTube chính thức của tạp chí Culture, tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada. Kênh mang đến những tin tức nóng nổi bật trong ngày trên khắp Canada và thế giới. Kính chúc quý vị một ngày bình an. Sau đây mời quý vị theo dõi những tin tức đáng chú ý trên khắp Canada trong bản tin trưa thứ tư ngày 10 tháng 7. Thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra, sự trở lại của ông Trump và áp lực đối với Canada. Thủ tướng Justin Trudeau đã bị chỉ trích nặng nề vì không đáp ứng cam kết chi tiêu quốc phòng của NATO là 2% của GDP. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ ông Mike Johnson đã chỉ trích Canada vì không đáp ứng các mục tiêu chi tiêu quốc phòng của NATO, gọi đó là điều đáng xấu hổ. Canada đang đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng để tăng ngân sách quân sự, với một phần tư thượng nghị sĩ Hoa Kỳ yêu cầu một kế hoạch để đáp ứng mục tiêu chi tiêu tối thiểu của NATO. Tình hình có thể leo thang nếu ông Donald Trump người nổi tiếng với các yêu cầu nghiêm ngặt đối với các đồng minh trở lại làm tổng thống. Các đồng minh của ông Trump cảnh báo rằng ông sẽ tăng cường áp lực lên Canada để tăng ngân sách quốc phòng. Mặc dù Thủ tướng Trudeau đã nỗ lực gần đây tại Washington, khả năng bóng dáng ông Trump quay trở lại đang bao trùm hội nghị, báo hiệu những thời gian khó khăn hơn cho các cam kết quốc phòng của Canada. Hiện tại Canada chi 1,37% GDP cho quốc phòng, xếp gần cuối trong số các thành viên của NATO. Tổng thư ký NATO ông Jens Stoltenberg nhấn mạnh rằng 2% hiện tại là mức tối thiểu cần thiết cho chi tiêu quốc phòng. Ông Stoltenberg khẳng định tình trạng hiện tại là chưa đủ tốt, cảnh báo các nhà lãnh đạo đã tụ họp tại Washington DC để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của Liên minh, bao gồm cả Thủ tướng Justin Trudeau rằng cần phải hành động nhiều hơn nữa. Không chỉ ông Stoltenberg đã nêu đích danh Canada trong bài phát biểu của mình mà các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng bày tỏ sự thất vọng của họ đối với Thủ tướng Trudeau một cách trực tiếp. NATO đang kỷ niệm 75 năm thành lập, nhưng các nhà phân tích cho rằng Canada có nguy cơ bị đẩy ra ngoài lề các cuộc đàm phán vì nước này tiếp tục không đạt được mục tiêu chi tiêu. Vào hôm thứ Ba, Thủ tướng Trudeau đã gặp một nhóm thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thuộc cả hai đảng, bao gồm lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại Thượng viện ông Mitch McConnell và lãnh đạo đảng Dân Chủ đa số ông Chuck Schumer. Sau cuộc họp, Ông McConnell đã đăng trên nền tảng X rằng Canada cần tăng chi tiêu. Các nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đang ngày càng mất kiên nhẫn với Canada vì không đóng góp đủ chi phí quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng ông Bill Blair cho biết Canada sẽ đạt ngưỡng 2% nhưng không nói rõ là khi nào. Trong khi các thành viên NATO khác cũng không đạt được con số đó, Canada là quốc gia duy nhất vẫn chưa đưa ra kế hoạch cụ thể về thời điểm đạt được mục tiêu này. Thủ tướng Trudeau đã bảo vệ hồ sơ của chính phủ mình nêu rõ sự gia tăng chi tiêu và đóng góp cho ukraine tuy nhiên các nhà lập pháp hoa kỳ tiếp tục gây áp lực lên canada để tăng cường khả năng quân sự hội nghị thượng đỉnh nato sắp tới dự kiến sẽ làm gia tăng sự giám sát đối với cam kết quốc phòng của canada canada có thể sẽ phải đối mặt với áp lực nhiều hơn nữa trong việc tăng chi tiêu quốc phòng nếu ông donald trump trở thành tổng thống tiếp theo của hoa kỳ ông trump đã đe dọa sẽ ngừng bảo vệ các quốc gia nato mà không đáp ứng cam kết chi tiêu của họ theo cbc news một số đồng minh của ông trump cho rằng hãy tin tưởng vào việc ông trump sẽ hung hăng dùng gậy chống lại các nước thân thiện hơn là cách tiếp cận cũ cà rốt để thuyết phục của ông biden nhằm thúc đẩy thiện chí và sự tuân thủ tự nguyện giữa các thành viên nato tổng thống hoa kỳ joe biden chiêu đãi các nhà lãnh đạo thế giới bữa tối tại hội nghị thượng đỉnh nato Thủ tướng Justin Trudeau sẽ tới dự tiệc tối tại tòa Bạch Ốc vào tối nay khi Tổng thống Hoa Kỳ tiếp đón các nhà lãnh đạo NATO. Sức khỏe của ông Biden đã trở thành tâm điểm chú ý của quốc tế kể từ màn tranh luận thảm hại vào tháng trước với ông Donald Trump. Nhóm của ông Biden cho biết tổng thống minh mẫn nhất vào đầu ngày và cố gắng tránh các sự kiện sau 8 giờ tối, nhưng đó là thời điểm bữa tối bắt đầu. Thủ tướng Trudeau đã né tránh câu hỏi của các phóng viên về việc liệu ông có lo ngại về sức khỏe của Tổng thống Biden hay không. Thủ tướng đang ở Washington để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO kéo dài 3 ngày, nơi cuộc chiến đang diễn ra giữa Ukraine và Nga được chú trọng hàng đầu. 32 nước đồng minh sẽ họp tại Hội đồng Bắc Đại Tây Dương NATO sau buổi lễ chào mừng vào chiều nay. Liên quan đến tình hình bất động sản tại Canada, tiền thuê nhà trung bình của Canada vừa chứng kiến mức giảm lớn nhất trong 3 năm Nhìn chung thì tốc độ tăng trưởng tiền thuê nhà đã chững lại trong những tháng gần đây tại Canada, khi một số thành phố đắt đỏ nhất cả nước chứng kiến giá thuê nhà giảm hàng năm, trong khi giá thuê tại các thị trường cho thuê khác vẫn tiếp tục tăng vọt. Báo cáo giá thuê mới nhất từ Urbanation và Rentals.ca trong tháng 6 cho thấy giá thuê trung bình của tất cả các loại hình bất động sản đã giảm 0,8% so với tháng 5, xuống mức trung bình là 2.185 đô la. Báo cáo lưu ý rằng đây là mức giảm tiền thuê theo tháng lớn nhất kể từ đầu năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và đánh dấu sự đảo ngược xu hướng theo mùa thường thấy là giá thuê tăng vào thời điểm này trong năm. Theo dữ liệu theo dõi của Rentals.ca và Urban Nation, mức tăng hàng năm 7% của tháng 6 cũng là mức tăng trưởng tiền thuê nhà hàng năm chậm nhất trong 13 tháng qua. Những tháng gần đây đã cho thấy sự hạ nhiệt chung trên thị trường cho thuê Trái ngược hẳn với vài năm trước khi giá thuê tăng cao do sự cạnh tranh ngày càng tăng đối với các đơn vị unit và tình trạng thiếu nguồn cung nói chung, báo cáo cho biết giá thuê thực tế không đổi trong 3 tháng qua, chỉ tăng 0 trăm trên toàn quốc từ tháng 3 đến tháng 6. Căn hộ condo và căn hộ apartment được xây dựng có mục đích cho thuê tại Toronto đã giảm 3% xuống mức thấp nhất trong 22 tháng, là 2715 đô la một tháng. Giá thuê nhà cùng loại tại Vancouver vẫn giữ ở mức trên 3.000 đô la một tháng, sau khi tăng 1,1% theo tháng, nhưng đã giảm 8% theo năm. Giá thuê nhà đã giảm hàng năm trong 5 tháng qua ở Toronto và 7 tháng qua ở Vancouver. Giá thuê nhà tại Montreal thì tăng 4,3% hàng năm vào tháng 6, vượt qua mức tăng trưởng 4,2% của Calgary. Cả hai thành phố này đều báo cáo giá thuê nhà trung bình chỉ hơn 2.000 đô la vào tháng trước. Báo cáo cho biết trên phạm vi toàn tỉnh, cả tỉnh bang Ontario và Quebec đều chứng kiến giá thuê nhà giảm theo từng tháng, trong khi tỉnh British Columbia thì chứng kiến mức tăng trưởng không thay đổi. Edmonton là thành phố dẫn đầu về tăng trưởng tiền thuê căn hộ trong số 6 thành phố lớn nhất của Canada trong 6 tháng liên tiếp. Giá thuê trung bình tăng 14,3% lên mức trung bình là 1.564 đô la vào tháng 6, một con số vẫn đưa thủ phủ của Alberta này gần cuối danh sách 25 thị trường cho thuê của Canada của Urbanation và Rentals.ca. Thành phố Regina của Saskatchewan đã chứng kiến mức tăng thậm chí còn lớn hơn ở mức là 22% hàng năm, tiếp theo là Quebec City ở mức 19% và Saskatoon ở mức 17%. Giá thuê trung bình dao động từ 1.371 đô la đến 1.640 đô la cho các thành phố này. Theo các chuyên gia, có những dấu hiệu cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ về giá thuê nhà sẽ ổn định ở Canada, đặc biệt là ở những thị trường cho thuê đắt đỏ nhất của nước này. Theo Desjardins giải thích rằng khi người thuê nhà không đủ khả năng chi trả ở các thành phố như là Toronto và Vancouver, làn sóng di cư đến những nơi có giá cả phải chăng hơn sẽ đưa họ đến những thị trường có giá cả tương đối phải chăng như là tỉnh bang Alberta, nơi giá thuê tăng vọt do sự cạnh tranh ngày càng gay gắt đối với các unit cho thuê. Với kế hoạch của chính phủ liên bang nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho dòng người cư trú không thường trú vào Canada, cùng với những nỗ lực tăng nguồn cung nhà ở cho thuê, dự kiến áp lực về giá thuê nhà sẽ giảm bớt trong những tháng tới. Theo dõi đường đi của cơn bão Beron, những tàn dư của cơn bão Beron đang hướng đến Canada và đây là nơi dự kiến cơn bão sẽ kéo đến cảnh báo đã được đưa ra khi tàn dư của cơn bão pero dự kiến sẽ mang theo mưa lớn đổ xuống một số khu vực của canada cơn bão pero đã gây thiệt hại nặng nề ở vùng caribbean mexico và bang texas hoa kỳ trước khi bị hạ cấp xuống thành bão hậu nhiệt đới vào sáng thứ ba bắt đầu vào sáng thứ tư hôm nay miền nam của ontario bao gồm khu vực đại đô thị toronto và thành phố hamilton đã chứng kiến lượng mưa đáng kể hệ thống bão cũng sẽ ảnh hưởng đến miền nam của tỉnh bang quebec bao gồm montreal và sau đó là các khu vực của vùng Maritimes. Các khu vực ở phía nam và phía đông của Ontario như là đại đô thị Toronto và Ottawa đang được cảnh báo về thời tiết đặc biệt. Dự báo có lượng mưa có thể vượt quá 50mm từ sáng thứ tư đến sáng thứ năm và có khả năng xảy ra trận mưa như trút nước. Một số khu vực có thể thấy tổng lượng mưa cao hơn lên tới 100mm. Ở tỉnh bang Quebec thì Barrow có thể gây ra lượng mưa từ 40 đến 80 mm và gió vừa phải từ cuối thứ tư đến thứ năm cơ quan môi trường canada cũng cảnh báo về dông bão nghiêm trọng ở một số khu vực bao gồm elma núi abica và latuk từ sáng thứ ba bão Bero đã đổ bộ vào bang texas hoa kỳ vào sáng thứ hai như một cơn bão cấp một và đã gây ra nhiều trường hợp tử vong ở hoa kỳ và vùng caribbean đến thứ ba nó đã suy yếu thành một cơn bão hậu nhiệt đới nằm ở trung tâm arkansas ở miền nam tỉnh bang ontario Lượng mưa nặng nhất được dự kiến vào sáng thứ tư và có thể ảnh hưởng đến giờ đi làm vào buổi sáng. Miền Nam Quebec sẽ thấy lượng mưa nhiều nhất vào chiều thứ tư, ảnh hưởng đến giờ đi làm buổi chiều. Đến sáng thứ năm thì mưa lớn sẽ di chuyển vào vùng New Brunswick và một phần của Nova Scotia. Cơ quan bảo tồn khu vực Toronto đã đưa ra cảnh báo lũ lụt, cảnh báo về các điều kiện nguy hiểm dọc theo bờ biển, sông và suối trong khu vực đại đô thị Toronto Người dân được cảnh báo là tránh xa các vùng nước và tránh các hoạt động giải trí trong các khu vực này. Người dân ở tỉnh Opera sẽ cần phải đề phòng dông bão vào thứ tư hôm nay, đặc biệt là khi họ có kế hoạch ra ngoài trời. Với đợt nắng nóng liên tục, khối không khí oi bức sẽ đẩy giá trị độ ẩm lên tới 30 độ C, tạo điều kiện cho nguy cơ dông bão nghiêm trọng vào thứ tư và thứ năm. Nguy cơ dông bão xuất hiện khi các cảnh báo về nắng nóng tiếp tục bao phủ phần lớn của Alberta, trong khi Cơ quan Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada khuyên người dân nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ bản thân, gia đình và hàng xóm. Thứ tư sẽ chứng kiến nhiệt độ cao vào ban ngày trên diện rộng là 30 độ C, nhiệt độ sẽ cao hơn bình thường từ 10 đến 13 độ C ở hầu hết các khu vực của tỉnh bang Alberta. Nhiệt độ sẽ đạt mức cao nhất trong năm cho đến nay, với những nơi như là Calgary đạt 34 độ C, và Edmonton thì dự kiến đạt 35 độ C và điều đó sẽ đưa thành phố này vào top 10 ngày ấm nhất được ghi nhận tính từ năm 1880. Khả năng cao là nắng nóng sẽ kéo dài cho đến hết thứ tư trước khi có luồng không khí lạnh vào thứ năm.Xa hơn về phía bắc, một luồng không khí lạnh sẽ gây ra nhiều cơn bão, thậm chí là một số cơn bão có mưa đá rất lớn. Đến thứ năm, áp thấp này sẽ tiến về biên giới của Saskatchewan và mang theo nguy cơ bão về phía đông khi nó di chuyển. Hội chữ thấp đỏ Canada đã khuyên mọi người nên nghỉ giải lao thường xuyên khi làm việc ngoài trời, đổi nón khi ra ngoài và tránh uống cà phê hay rượu vì chúng có thể gây mất nước. Hãy cân nhắc sắp xếp lại các hoạt động ngoài trời vào những giờ mát mẻ hơn trong ngày. Hãy dành thời gian ở những nơi không gian trong nhà mát mẻ nếu có thể. Kiểm tra trẻ em hoặc là vật nuôi trước khi đi ra khỏi xe. Không để bất kỳ người hoặc vật nuôi nào bên trong xe đóng kín trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Theo dõi các triệu chứng say nắng hoặc là kiệt sức vì nóng, chẳng hạn như là nhiệt độ cơ thể cao, không đổ mồ hôi, lú lẫn, ngất xỉu và bất tỉnh. Hàng chục kỷ lục về nhiệt độ hàng ngày cũng đã bị phá vỡ ở tỉnh bang British Columbia kể từ Chủ nhật, khi một áp suất cao di chuyển từ Tây sang Đông trên khắp Canada. Bộ Môi trường Canada cho biết mặc dù thời tiết mát mẻ hơn sẽ đến vào đêm thứ ba tại một số khu vực, bao gồm cả Metro Vancouver, nhưng thời tiết vẫn nóng ở khu vực interior, các chuyên gia y tế cảnh báo mọi người nên thận trọng khi tập thể dục dưới trời nắng nóng và hãy tránh đi ra ngoài trời khi mức độ ô nhiễm không khí ở mức cao nhất. Điều quan trọng là phải kiểm tra độ ẩm trước khi tập thể dục ngoài trời. Hầu hết mọi người thường cảm thấy khó chịu khi độ ẩm lên trên 30 độ C. Metro Vancouver hiện đang áp dụng cảnh báo về chất lượng không khí do khói bụi ở tầng mặt đất. Cảnh báo này sẽ có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới. Bộ môi trường Canada cho biết hàng chục cảnh báo nắng nóng vẫn có hiệu lực ở phần lớn miền Trung và miền Nam của tỉnh BC cùng với góc Đông Bắc của tỉnh bang. Thời tiết sẽ nóng hơn ở Fraser Valley, nơi dự báo ở Abbotsford cho thấy nhiệt độ dao động từ 27 đến 29 độ C trong tuần tới, trong khi ở Kamloops, nhiệt độ từ trung bình cho đến cao trong khoảng từ 30 độ C trở lên sẽ tiếp tục vào cuối tuần. Montreal thì đóng mưa lớn, dự kiến sẽ có mưa lớn ở miền Nam tỉnh bang Quebec vào chiều thứ tư, vì tàn dư của cơn bão nhiệt đới Beryl có thể mang đến lượng mưa lên tới 60 mm. Cơ quan Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada đã ban hành thông báo thời tiết cho đảo Montreal do dự kiến sẽ có mưa lớn, lượng mưa dự kiến từ 30 đến 50 mm ở Montreal cùng với gió vừa phải. Hiện tại cảnh báo mưa đang có hiệu lực cho khu vực Sherbrooke, lượng mưa dự kiến từ 50 đến 70 mm cũng như là gió vừa phải. Có khả năng xảy ra lũ lụt ở những vùng trũng thấp. Mưa sẽ mang lại nhiệt độ mát mẻ hơn nhưng dự kiến sẽ ấm trở lại vào cuối tuần. Nhiệt độ sẽ trở lại mức 29 đến 31 độ C, ấm hơn bình thường 4 hoặc 5 độ. Bệnh ho gà đang lây lan ở tỉnh bang Quebec. Tính đến thứ Bảy ngày 6 tháng 7, Bộ Y tế Quebec đã ghi nhận có hơn 6.000 trường hợp mắc bệnh phổi truyền nhiễm này kể từ đầu năm. Vào năm ngoái, chỉ có 106 trường hợp và năm 2022 thì có 44 trường hợp. Các khu vực Saudi Arabia có 948 trường hợp, Eastern Townships có 810 trường hợp và Laurentians có 641 trường hợp là những nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất. Có 453 trường hợp được ghi nhận ở thành phố Montreal. Bệnh ho gà còn được gọi là whooping cough dễ lây lan nhất ở giai đoạn đầu khi nó giống như là cảm lạnh. Các cơn ho dữ dội đặc trưng của nó có thể nhận biết bằng âm thanh thở hỗn hển bắt đầu sau đó và kéo dài trong một thời gian dài. Ở tỉnh bang Quebec, vaccine ho gà được tiêm cho trẻ em dưới một tuổi và có trong vaccine uống ván, tức là tetanus vaccine. Liều thứ hai được tiêm khi trẻ được 4 đến 6 tuổi. Lịch tiêm chủng thường xuyên của tỉnh bang Quebec hiện không bao gồm vaccine phòng bệnh ho gà cho thanh thiếu niên và người lớn, nhưng bạn vẫn có thể yêu cầu tiêm vaccine. Trẻ em là đối tượng cần tiêm vaccine vì các em có nguy cơ biến chứng cao nhất nếu mắc bệnh ho gà tuy nhiên bất kỳ ai ở bất kể tuổi tác đều có thể mắc bệnh. Số ca tử vong tại khoa cấp cứu của Nova Scotia đã tăng lên mức cao nhất. Các bác sĩ phòng cấp cứu ở Atlantic Canada cho biết tình trạng chật chội và bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bệnh nặng, không được phát hiện hoặc là chăm sóc sớm hơn, đang dẫn đến số ca tử vong tăng cao, Cơ quan Y tế của tỉnh bang Nova Scotia cho biết số ca tử vong tại khoa cấp cứu đã đạt mức cao nhất trong 6 năm vào năm 2023, với 666 ca tử vong so với 558 ca của năm trước. Tỉnh bang Newfoundland là Labrador thì ghi nhận số ca tử vong tại khoa cấp cứu giảm nhẹ, từ mức cao nhất trong 5 năm là 326 vào năm 2022 xuống còn 297 vào năm 2023 nhưng con số của năm ngoái vẫn cao hơn những năm trước đó và trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch COVID-19. Bác sĩ đã về hưu ông Robert Martel, người đã làm việc trong các phòng cấp cứu tại Nova Scotia suốt nhiều thập kỷ, cho biết nhiều dường bệnh trong các khoa cấp cứu đã có bệnh nhân chiếm giữ. Ông nói rằng các bệnh nhân cũng thường đến phòng cấp cứu với tình trạng bệnh nặng hơn nhiều so với những gì họ nên có bởi vì họ không có bác sĩ thường xuyên mà có thể phát hiện bệnh sớm hơn. những người biểu tình đã quay trở lại Đại học Memorial ở St. John's của Newfoundland and Labrador vào thứ Hai, vài ngày sau khi cảnh sát đã giải tán khu cắm trại ủng hộ người dân Palestine trong khuôn viên trường và bắt giữ ba sinh viên. Người phát ngôn của trường đại học cho biết sinh viên đã tổ chức biểu tình vào buổi sáng nhưng không dựng lều trại mới. Những người biểu tình đã cắm trại trong khuôn viên trường trong 45 ngày để yêu cầu Memorial tiết lộ quá trình thoái vốn khỏi những hoạt động mà ủng hộ sản xuất vũ khí, chế độ phân biệt chủng tộc và diệt chủng. Đại học Memorial cho biết hoạt động giải tán người biểu tình của họ được thực hiện dựa trên phán quyết của tòa án cấp cao của Ontario vào ngày 2 tháng 7, trong đó ra lệnh tháo dỡ trại tị nạn ủng hộ người dân Palestine trong khuôn viên trường Đại học Toronto. Một người đã tử vong khi tông trúng nai sườn tấm ở phía tây bắc của tỉnh bang Ontario, theo cảnh sát ở Red Lake, Ontario, họ đang điều tra sau khi một người đã tử vong khi xe của họ tông trúng một con nai sườn tấm vào sáng thứ ba. Cảnh sát tỉnh Ontario đã phản ứng vào khoảng 5 giờ 45 sáng cùng với lực lượng cứu hỏa và lực lượng cấp cứu đối với vụ tai nạn trên Highway 105. Phía tây Brock Six Road, người lái xe đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và đã qua đời sau đó. Highway 105 đã bị đóng trong nhiều giờ khi cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra nhưng tuyến đường đã được mở cửa trở lại. Trong khi đó, một nhân viên đưa tín hiệu đường bộ ngoài 60 tuổi đã tử vong vào thứ ba tại khu vực Bullport thuộc Quebec City. Sau khi bị một chiếc xe hạng nặng tông trúng, cảnh sát Quebec City đã nhận được báo cáo về vụ tai nạn vào khoảng 3 giờ 55 chiều tại số 350 Villonet Street. Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và giải cứu nạn nhân Người đàn ông được đưa đến bệnh viện nhưng đã qua đời sau đó. Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn. Cảnh báo dụ dỗ trẻ em qua trò chơi Fortnite. Theo cảnh sát phía đông của Toronto, một người đàn ông 51 tuổi đến từ Richmond, Kentucky của Hoa Kỳ đã dụ dỗ một đứa trẻ 10 tuổi qua trò chơi điện tử Fortnite và trao đổi hình ảnh có nội dung khiêu dâm. Cảnh sát ở Port Hope của Ontario cho biết một người dân đã báo cáo vụ việc liên quan đến con gái của bà, khi người phụ nữ này đã phát hiện ra hóa đơn điện thoại bị tính phí 6.000 đô la của đứa trẻ. Theo nguồn tin, đứa trẻ này đã gặp người đàn ông đó trên mạng khi đang chơi trò chơi Fortnite và ông ta đã xin số điện thoại của cô bé. Số điện thoại do đứa trẻ cung cấp dẫn đến tin nhắn văn bản và những cuộc gọi điện thoại. Trong các cuộc gọi, người đàn ông này muốn đứa trẻ trở thành bạn gái của mình và thúc đẩy phát triển mối quan hệ. Theo cảnh sát cho biết, Cuộc điều tra cho thấy, nếu đứa trẻ không làm theo những gì người đàn ông 51 tuổi này yêu cầu, ông ta sẽ tiết lộ mối quan hệ này với cha mẹ của em. Cảnh sát cho biết trong suốt quá trình mối quan hệ bị cáo buộc, nghi phạm và nạn nhân đã trao đổi những hình ảnh có tính chất tình dục. Nỗ lực phối hợp của các viên chức Hoa Kỳ, cảnh sát tỉnh bang Ontario và cảnh sát Port Hope đã dẫn đến việc bắt giữ một nghi phạm 51 tuổi, cảnh sát không nêu tên. Ông ta bị buộc tội dụ dỗ trẻ em. Cảnh sát cũng cho biết người đàn ông này cũng vi phạm lệnh ân xá và hiện đang phải đối mặt với 7 cáo buộc khác chưa được tiết lộ. Cảnh sát Ford Hope cho biết người đàn ông này vẫn đang bị cảnh sát giam giữ tại Hoa Kỳ. Nạn trộm cấp xe hơi tại Canada, theo một cuộc khảo sát mới của Nanos Research, có tới 4 trong số 10 người Canada cho biết điều quan trọng là phải biết liệu chiếc xe mà họ muốn mua có nhiều khả năng bị trộm nhắm đến hay là không. Trong khi đó, 1 phần 3, 34% cho biết đây không phải là yếu tố quan trọng khi quyết định mua xe hơi, trong khi gần 1 phần 5 người Canada thì vẫn giữ thái độ trung lập về vấn đề này. Điều này cho thấy người tiêu dùng ngày càng nhận thức rõ hơn về tình trạng trộm xe hơi và họ thực sự quan tâm đến vấn đề này khi lựa chọn xe. Theo Hiệp hội Xe hơi Canada, rất nhiều chiếc xe SUV, xe sang và xe pickup truck đang là những mẫu xe rất hấp dẫn đối với bọn trộm. Cuộc khảo sát cũng phát hiện ra rằng tỉnh bang Ontario và Quebec có tỷ lệ người trả lời cho rằng việc xe có nhiều khả năng bị trộm hay không là một yếu tố quan trọng trước khi mua xe. Theo chính phủ liên bang, ước tính có khoảng 90.000 xe được báo cáo bị đánh cắp mỗi năm ở Canada. Trong khi đó, Cục Bảo hiểm Canada cho biết tình trạng trộm cắp xe hơi đã gây ra thiệt hại 1,2 tỷ đô la tiền yêu cầu bồi thường bảo hiểm vào năm 2022, cao gấp 3 lần so với 4 năm trước đó các chuyên gia lưu ý đây là cơ hội để người lái xe thực hiện thêm một bước nữa khi mua hàng đó là gọi cho công ty bảo hiểm của bạn và hỏi xem rằng mẫu xe mà tôi đang cân nhắc mua có rủi ro cao hơn không và tôi có phải trả nhiều tiền hơn hay không một nghiên cứu mới cảnh báo về tampon có thể chứa mức độ độc hại của chì và asin theo một nghiên cứu gần đây của đại học berkeley ở california hoa kỳ băng vệ sinh tampon được bán với nhiều thương hiệu phổ biến có thể chứa các kim loại độc hại như là arsen và chì. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Environmental International mới nhất phát hiện ra rằng tất cả 30 loại tampon được thử nghiệm từ 14 thương hiệu bao gồm cả organic tampons đều có chứa chì. Một số loại cho thấy là hàm lượng kim loại độc hại khác như là arsen ở mức đáng lo ngại. Mặc dù có khả năng gây lo ngại lớn đến sức khỏe cộng đồng, có rất ít nghiên cứu được thực hiện để đo lường các hóa chất trong băng vệ sinh. Nghiên cứu cho biết những người có kinh nguyệt có thể sử dụng hơn 7.400 chiếc tampon trong những năm sinh sản của họ. Với mỗi chiếc được giữ trong âm đạo trong nhiều giờ, chúng thường được làm từ cotton, rayon hoặc là hỗn hợp cả hai chất liệu. Tại Canada, tampon được Bộ Y tế Canada quản lý như một thiết bị y tế với cam kết là tampon được bán tại Canada là an toàn, hiệu quả và chất lượng cao Dựa trên các yêu cầu về cấp phép, sản xuất chất lượng và giám sát sau khi đưa ra thị trường, những nghiên cứu mới đã nêu lên mối lo ngại rằng những quy định hiện hành có thể là chưa đủ. Theo nghiên cứu, tampon đặc biệt đáng lo ngại vì có khả năng gây phơi nhiễm hóa chất, bao gồm cả kim loại, vì da âm đạo có khả năng hấp thụ hóa chất cao hơn da ở những nơi khác trên cơ thể. Các nhà nghiên cứu không nêu rõ họ đã kiểm tra những thương hiệu tampon nào. Nhưng có một điểm chung về bất kể loại tampon nào hoặc là mua ở đâu, đó là các nhà nghiên cứu đều tìm thấy kim loại trong mọi mẫu tampon. Theo các chuyên gia thì bạn không cần phải hoảng sợ và vứt bỏ tampon ngay lúc này, nhưng phát hiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu liên tục về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe phụ nữ. Mặc dù nghiên cứu xác định sự hiện diện của kim loại trong tampon, nhưng vẫn nhấn mạnh đến nhu cầu cần phải điều tra thêm để xác định liệu cơ thể có thể hấp thụ những kim loại này hay không và hấp thụ ở mức độ nào cũng như có gây ra rủi ro tiềm ẩn cho sức khỏe hay không. Theo lời khuyên thì bạn nên thảo luận với bác sĩ về bất kỳ mối lo ngại nào liên quan đến các vật liệu có thể có trong tampon của bạn. Ngoài ra thì bạn cũng có các lựa chọn khác, chẳng hạn như là sử dụng các cốc menstrual cups, các đĩa menstrual disc và băng vệ sinh có thể tái sử dụng, tức là reusable pads. Một cây cầu mới phá kỷ lục của Ontario nối liền biên giới với Hoa Kỳ. Cầu quốc tế Cody Howe trị giá 6,4 tỷ đô la mới đã đạt được cột mốc lớn nhất từ trước đến nay vào mùa hè năm nay, khi các đội xây dựng của Hoa Kỳ và Canada nối liền hai nửa của cây cầu trong một lễ ăn mừng trên sông Detroit. Bây giờ khi hai bên đã được kết nối, tuyến đường biên giới mới này là cây cầu dây cáp nối hai bờ dài nhất ở Bắc Mỹ, với chiều dài đáng kinh ngạc là 853 mét hoặc là 0,53 dặm. Khi hoàn thành vào năm 2025, cây cầu này sẽ thu hẹp khoảng cách trên đường bộ quốc tế đông đúc nhất châu Lục và nối Highway 401 của Ontario với Highway I-75 của Michigan. Việc kết nối hai nửa cây cầu có thể là cột mốc thú vị nhất cho đến nay và những hình ảnh về kỳ tích cơ sở hạ tầng to lớn này ngày càng trở nên ấn tượng hơn khi quá trình xây dựng tiến triển. Nhóm thiết kế cầu đã công bố một bộ sưu tập mới cho thấy cây cầu từ nhiều góc độ khác nhau nhìn gần hơn với bản dựng ấn tượng trước khi xây dựng từng ngày. Ở phía Ontario của cây cầu, các đường Highway Rams mới khổng lồ đang được xây dựng ở những đoạn cuối của Highway 401 dẫn đến cây cầu này. Những đoạn Highway Rams này có vẻ giống như bất kỳ đoạn đường nào khác, như sự kết nối giữa Highway 401 và I-75 sẽ mở rộng một trong những highway dài nhất châu lục thành một tuyến đường dài kinh ngạc và gần như hoàn toàn liên tục. Cây cầu này nối I-75 kéo dài từ cầu quốc tế Sault Ste Marie trên biên giới Canada cho đến tận Miami, Florida. Không chỉ với Highway 401 dài 828 km mà còn với đoạn đường dài 597 km trên Autoroute 20 của Quebec. Nhờ vậy mà bạn có thể lái xe một quãng đường đáng kinh ngạc lên tới hơn 3.500 km. Tức là bạn sẽ cần hơn 30 giờ lái xe giữa Trois Pistoles của Quebec và Miami của Florida gần như là không cần điều hướng để chuyển từ hai quê này sang hai quê khác. Điều này có nghĩa là khi cây cầu này hoàn thành, bạn có thể lái xe từ tỉnh bang Ontario của Canada đến Detroit, Cincinnati, Atlanta, Orlando và Miami của Hoa Kỳ, hoặc không bao giờ phải lo lắng về việc lỡ đi vượt khỏi lối ra Axis. Một công trình thật ấn tượng phải không quý vị? Quý vị đi du lịch xin hãy lưu ý có 9 điểm đến mùa hè phổ biến ở châu Âu mà Canada đã ban hành cảnh báo du lịch. Mùa du lịch hè đã đến và nếu bạn đang có kế hoạch đi nghỉ ở châu Âu, bạn có thể muốn lưu ý những cảnh báo du lịch sau đây. Thứ nhất là Bỉ, Belgium. Chính phủ Canada đang kêu gọi du khách đến Bỉ phải hết sức thận trọng vì mối đe dọa khủng bố. Bỉ đã trải qua các cuộc tấn công riêng biệt gây ra nhiều cái chết và thương tích và có thể có thêm các cuộc tấn công khác các mục tiêu cần lưu ý bao gồm sân bay khu vực công cộng bao gồm các điểm tham quan du lịch và nhà hàng và các tòa nhà chính phủ đất nước này cũng đang chứng kiến sự gia tăng bạo lực bao gồm cả đâm dao và nổ súng liên quan đến buôn bán ma túy ở các thành phố lớn những vấn đề khác cần chú ý bao gồm tội phạm vặt nhắm vào các chuyến tàu trên tuyến paris brussels amsterdam và brussels london cũng như các trung tâm giao thông và gian lận thẻ debit và credit cards thứ hai là nước pháp france nếu bạn đang có kế hoạch thưởng thức bánh croissant ở paris vào mùa hè này bạn nên ghi nhớ một số lời khuyên du lịch sau đây trong suốt thời gian lưu trú của mình chính phủ đã ban hành cảnh báo du lịch tới pháp vì mối đe dọa khủng bố đang gia tăng nếu bạn đang đi du lịch ở pháp bạn nên theo dõi phương tiện truyền thông địa phương để biết thông tin mới nhất chú ý đến các biện pháp an ninh được tăng cường và làm theo hướng dẫn của chính quyền địa phương bạn có thể thấy các lữ đoàn quân sự được triển khai ở những nơi công cộng như là trung tâm giao thông, không gian công cộng và địa điểm du lịch, đặc biệt là ở Paris để ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố. Một điều khác cần lưu ý khi du lịch ở Pháp là thế vận hội Olympic sẽ diễn ra tại Paris từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8. Tiếp theo là thế vận hội Paralympic từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9 năm 2024. Điều này sẽ dẫn đến việc tăng cường an ninh, gián đoạn giao thông và đám đông lớn. Ngoài ra, ở Pháp còn có nguy cơ móc túi, đột nhập xa hơi, gian lận ATM và tội phạm mạng, cùng nhiều nguy cơ khác. Thứ ba trong danh sách là Hà Lan, Netherlands. Chính phủ đã phát cảnh báo du lịch có hiệu lực ở Hà Lan do mối đe dọa khủng bố. Mục tiêu có thể bao gồm các tòa nhà chính phủ, nơi công cộng, sân bay, trung tâm giao thông, vân vân. Ngoài ra còn có nguy cơ tội phạm vặt chẳng hạn như là móc túi và giật túi sách. Ở Amsterdam, bạn sẽ muốn thận trọng xung quanh các nhà hàng, điểm tham quan du lịch bao gồm cả xung quanh quận De Wallen, tại ga trung tâm và trên phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là các tuyến xe điện 1, 2 và 5 giữa ga trung tâm và khu bảo tàng. Thứ tư là nước Đức, Germany. Do mối đe dọa khủng bố ở Đức, chính phủ Canada khuyên du khách sử dụng biện pháp phòng ngừa cao khi đến thăm Hãy cảnh giác khi ở nơi công cộng, đám đông lớn và tại các điểm tham quan du lịch. Giải bóng đá UEFA Euro 2024 sẽ kéo dài cho đến ngày 14 tháng 7 năm 2024 tại Đức. Du khách nên chuẩn bị tinh thần, hành vi ồn ào và nạn trộm cắp gia tăng. Tội phạm mạng cũng như tội phạm vặt là một số vấn đề khác mà bạn cần lưu ý trong chuyến du lịch của mình. Thứ năm là Đan Mạch, Denmark. Đan Mạch hiện đang trong tình trạng cảnh báo do mối đe dọa khủng bố gia tăng. Theo cảnh báo du lịch, đã có nhiều vụ việc công khai xúc phạm kinh Koran ở Đan Mạch kể từ tháng 8 năm 2023. Điều này đã dẫn đến những kẻ cực đoan bạo lực kêu gọi trả thù đất nước. Nếu bạn đến thăm Đan Mạch, bạn có thể thấy sự hiện diện của cảnh sát và các biện pháp an ninh được tăng cường. Hãy hết sức thận trọng khi đi qua một số khu vực nhất định của Copenhagen, đặc biệt là các khu phố Christiania, Norepro và Bronsar Hotsam vì đã xảy ra các vụ bạo lực liên quan đến băng đảng. Thứ sáu là Ý, Italy. Giống như các quốc gia châu Âu khác, chính phủ đã ban hành cảnh báo du lịch ở nước Ý do mối đe dọa khủng bố. Bạn nên thận trọng khi ở nơi công cộng và tại các điểm tham quan du lịch. Ngoài ra còn có nguy cơ phạm tội vặt, bao gồm móc túi và giật túi sách. Điều này có thể xảy ra ở bãi biển, tại các địa điểm du lịch, nhà hàng và nhiều nơi khác. Khi ăn uống thì hãy để mắt đến đồ ăn và đồ uống của bạn và đừng để chúng không có người trông coi chính phủ khuyên du khách cẩn thận khi nhận đồ ăn nhẹ đồ uống kẹo cao su hoặc thuốc lá từ những người mới quen thứ bảy là tây ban nha spain do mối đe dọa khủng bố du khách nên đặc biệt cẩn thận khi đến tây ban nha bạn cũng cần phải cảnh giác với các trò lừa đảo trên internet tình yêu và đầu tư có khả năng các cuộc biểu tình diễn ra rải rác ở catalonia bao gồm cả ở barcelona để phản ứng với các sự kiện chính trị Tốt nhất là tránh xa các khu vực đang diễn ra biểu tình và tụ tập đông người và làm theo hướng dẫn của chính quyền địa phương. Thứ 8 là Thụy Điển, Sweden. Nếu bạn có kế hoạch bay đến Thụy Điển trong thời gian tới, bạn nên lưu ý đến khuyến cáo du lịch do lo ngại về khủng bố. Kể từ đầu năm 2023 đã có sự gia tăng các vụ việc xúc phạm công khai kinh Koran tại Stockholm. Quận Stockholm cũng đã chứng kiến sự gia tăng bạo lực súng đạn liên quan đến các băng đảng bạo lực liên quan đến tội phạm có tổ chức chủ yếu xảy ra ở stockholm gothenburg và melmo ba thành phố lớn nhất ở thụy điển những rủi ro khác bao gồm tội phạm vặt và biểu tình thứ chín là vương quốc anh the uk trước khi bắt đầu chuyến phiêu lưu ở london thì hãy xem qua các cảnh báo du lịch hiện hành của vương quốc anh để bạn có thể cập nhật thông tin mới nhất theo cảnh báo ở vương quốc anh các cuộc tấn công trước đây đã gây ra thương vong chúng bao gồm các vụ bạo lực ngẫu nhiên ở nơi công cộng chẳng hạn như là các cuộc tấn công bằng dao và xe cộ cũng như là các vụ nổ. Hầu hết các vụ tấn công đều xảy ra ở London. Những vấn đề khác cần cảnh giác bao gồm gian lận ATM và móc túi. Nếu cảnh báo du lịch đã được ban hành cho điểm đến nghỉ dưỡng của bạn thì bạn vẫn có quyền lựa chọn đi du lịch. Tuy nhiên chính phủ Canada lưu ý rằng cảnh báo du lịch của họ sẽ bảo đảm an toàn và an ninh cá nhân của bạn. sau đây là phần cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái thưa quý vị mở phiên giao dịch vào sáng nay đồng đô la Canada đang có mức giá là 0,7332 đô la Mỹ và bằng 0,6781 đồng euro một đô la Canada tương đương 18.773 đồng Việt Nam một đô la Mỹ tương đương 25.591 đồng Việt Nam giá vàng là 2.373,45 đô la Mỹ một ounce tương đương 3.235 đô la Canada Vừa rồi là những tin tức Canada nổi bật trong ngày. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kênh Culture Channel có video tin tức Canada và thế giới nổi bật được cập nhật mới hàng ngày. Kính mời quý vị đón theo dõi. Và xin quý vị đừng quên nhớ nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh về Canada và thế giới. Xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và bình an. Hoàng Anh kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.